kiểu nổi nổi mát mát này bắt mắt lắm nè bạn cùng anh làm nha nền màu thì anh chọn cam chói đi để tí nữa làm xong ông sợ chìm rồi thì bạn lấy cho anh thêm một màu cam đậm hơn nữa đi để mình làm cái viền cho vỏ cam lúc mà tạo viền cho vỏ cam này thì mình cứ viền theo cái phần dáng móng để chừa ở trong nó tròn là được tiếp sau phần màu cam này thì bạn cho phần màu trắng cho anh đi lấy màu trắng mình cho lên theo nữa ôm theo đường màu cam trái cam thì nó sẽ có lớp vỏ ngoài màu cam đậm tiếp theo đó là màu trắng của các sơ muối và ở giữa là các muối trung tâm thì lúc mà vẽ ra các muối ở giữa bạn chỉ cần tia ra các tia là được rồi thì lúc mà vẽ ra các tia này cũng chia ra cái rãnh muối rồi đó ở giữa mình chính là cái muối nè nhìn y chang như cái trái nó bị cắt ngang qua ở giữa thôi bây giờ thì mình cho đi hơi đèn cái đã mới lấy tiếp một chai sơn tóp lì để mình sơn lên đây rồi cho đi hơ đèn tóp lì này để cho tóp lì nó khô rồi đi thì bạn mới lấy một hũ treo trong đặt sau đó mình dùng cỏ rau để dít lên đây cho từng muối thôi nếu mà bạn không cho treo trong đặt này lên thì vốn dĩ nó cũng đã có miếng cam rồi mà nhưng mà có điều là nó không có nổi với ướt ác lên thôi nên là bạn cho thêm phần treo trong đặt này lên sẽ tạo được cái muối cảm giác mỏng nước liền lần lượt cho hết tất cả các tép này đi và nhớ đừng có để nó dính lại nhau nha nó không có được đẹp đâu cho xong một vòng hết tất cả các muối đi thì mình cho đi hơ đèn cái đã và cuối cùng là mình sẽ sơn tóp lên đây thì nếu mà bạn nào thích có thể để nền lì đi rồi mình sơn top mỗi cái tép này thôi còn ai mà đang vội muốn nhanh thì bạn cứ sưng bóng hết cả móng đi cũng được rồi cho đi hơi khô lớp bóng đi là mình đã xong mẫu rồi nè kiểu này nhìn cũng đẹp mà không có sợ hết thời nhớ theo dõi anna để đón xem các video tiếp theo nha